ai đến bảo là nói chung là công trình này là đẹp. Đẹp đúng không ạ? Vâng. Thì làm chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp, vâng. Dạ. Thứ nhất là cháu hỏi một chút ý, là ngoài cái trình độ là chuyên nghiệp ra thì chú có thể chia sẻ một chút về từ cái thái độ làm việc của kỹ thuật hay là những cái bạn mà các bác thợ hay là những người làm ở đây đúng không chú? Anh em là như vậy là vui vẻ, nhiệt tình. Vui vẻ, nhiệt tình phải không ạ? Vâng. Chuẩn chỉ. Dạ. Tôi là Phạm Cường, hôm nay rất là vui khi có mặt ở đây để chia sẻ mọi người một mẫu từ đường. Đây là một trong những công trình mà rất là to với diện tích rất là lớn. Thì bên cạnh tôi đây là bác Bang. Bác có thể giới thiệu cho mọi người được biết hơn về dòng tộc của mình cũng như là mục đích bác xây dựng công trình từ đường này được không ạ? Trước tiên là cảm ơn như vậy là công ty xây dựng từ đường Kisato. Dạ. Xây dựng cho gia đình tôi một cái nhà từ đường để thờ phụng ông bà tổ tiên. Dạ. Đấy, nhà tôi. Dạ. Nói chung là trước mắt là hoàn thành như vậy là xuất sắc theo như vậy là hợp đồng. Dạ. Đấy, sau đó là để mà gia đình như vậy là thờ phụng gia đình. À, đây tức là đây là bàn thờ gia tiên thôi phải không ạ? Gia tiên. Vâng các bạn ạ, đây bàn thờ gia tiên mà rất là to như thế này rồi đấy ạ. Và thì chú có thể cho cháu hỏi một chút ý, thì trong quá trình từ lúc khảo sát này, thi công này, hay mà mặc dù mình đã đi vào thời gian một sử dụng ấy, thì chú thấy công trình thế này như thế nào chú nhỉ? Công trình thì nói chung là tốt. Vâng. Đẹp. Tốt, đẹp đúng không ạ? Thứ hai là cái tiến độ thi công chú có đảm bảo được kịp tiến độ theo hợp đồng. Và thứ hai là cháu cho hỏi một chút ý, là mình thấy cháu thấy là khi mà cháu đến đây rất là nhiều người ta đến và người ta xin mẫu, và cũng như là chắc là đầu tiên là người ta đến bước vào đây một công trình là người ta sẽ là gào các bạn ạ, kiểu như rất là ngạc nhiên. Rồi tổng thể công trình này người ta sẽ rất là ngạc nhiên, thốt lên một câu cảm thán. Thì cô chú có thể cho cháu xin một chút là cảm nhận của các vị khách và người ta có nhận xét về công trình này như thế nào không chú? Ai đến bảo là nói chung là công trình này là đẹp. Đẹp đúng không ạ? Vâng. Thì làm chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp, vâng. Dạ. Thứ nhất là cháu hỏi một chút ý, là ngoài cái trình độ là chuyên nghiệp ra thì chú có thể chia sẻ một chút về từ cái thái độ làm việc của kỹ thuật hay là những cái bạn mà các bác thợ hay là những người làm ở đây đúng không chú? Anh em là như vậy là vui vẻ, nhiệt tình. Vui vẻ, nhiệt tình phải không ạ? Vâng. Chuẩn chỉ. Dạ. Thì hôm nay cũng rất là vui khi có mặt ở đây để chia sẻ mọi người mẫu từ đường đẹp như vậy. Thì hôm nay thì cháu cũng đại diện cho công ty, thay mặt cho công ty gửi đến chú là cảm ơn. Và nhân dịp sắp Tết thì cháu cũng chúc chú và gia đình nhiều sức khỏe và công việc thuận lợi, may mắn. Và cháu xin cảm ơn chú đã tin tưởng từ đường Kisato ạ. Hy vọng là chú sẽ lan tỏa với mọi người đến biết đến công ty nhiều hơn. Rồi, cảm ơn chú. Dạ. Cảm ơn nhân dịp sắp Tết rồi. Dạ. Sang năm đầu năm là chúc công ty Kisato. Dạ. Mạnh khỏe. Dạ. Toàn thể anh em mạnh khỏe. Dạ. Thế rồi là thành đạt. Dạ. Diễn được nhiều công trình như này. À, vâng, cháu cảm ơn chú. Dạ. Làm đẹp cho gia đình, cho đất nước. Dạ. Chúng ta có thể thấy đây là một trong những công trình mà có diện tích sàn gần như là lớn nhất mà chúng tôi đã từng thi công. Chúng ta có thể thấy đây, nhìn trên tổng thể mặt bằng thì chúng ta thấy là cái quỹ đất mà sử dụng rất là lớn, và từ đó chúng ta có thể là thiết kế hành lang hai bên, hay là ở đây là mặt trước của từ đường. Ở đây gia chủ đang sử dụng là đá xanh Thanh Hóa các bạn ạ, với khổ là 30x60 và cái độ dày là 2 vân, tạo ra một cảm giác và không khuyên rất là sâu và tạo sự thống nhất liên tiếp đến các cấu kiện đá của từ đường. Chúng ta có thể đi, thứ nhất là các cấu kiện đá là chúng ta có thể thấy là như bực ngũ cấp hay là cột đồng trụ hay là các gạch lát, đá lát sơn, đây sử dụng là đá xanh Thanh Hóa các bạn nhé. Và chúng ta có thể thấy đây một trong những kích thước và rất là lớn như tôi nói ngay từ đầu, và bây giờ tôi nói chính xác hơn cụ thể kích thước để mọi người có hiểu nó lớn như thế nào nhé. Đầu tiên là chiều ngang phủ bì của công trình đó là 10m050, chiều sâu phủ bì là 10m785, và chúng ta tiếp theo là đi đến bực đồng trụ, chúng ta sẽ đến bực ngũ cấp nhé. Chúng ta có thể thấy là khi mà lát gạch bằng đá xanh Thanh Hóa kết hợp với lại bực ngũ cấp ấy, chúng ta có thể thấy này, thứ nhất là đá xanh Thanh Hóa là một trong những cái đá mà có sự là chịu ăn mòn, sự ăn mòn rất phù hợp với khí hậu thời tiết ngoài miền Bắc. Thứ hai ấy là nó có một lớp chống trơn trượt để khi mà mưa gió ấy, và chúng ta đi nó không bị trơn trượt các bạn ạ. Và khi mà cái loại đá này ấy, càng thời gian nó càng trở lên cổ và đẹp hơn các bạn nhé. Nên là khi mà lát sân kết hợp với bực ngũ cấp này, chúng ta thấy sự nối tiếp nhau. Và thứ hai, những phần cổ bực ấy được chạm khắc rất là tinh xảo,
và cùng tôi đi chi tiết hơn một chút về cột đồng trụ nhé. Các bạn có thể thấy cột đồng trụ ở đây là gia chủ lựa chọn, đấy là khác hai mặt là họa tiết hoa sen, ở giữa đây là hai cầu đối. Và chúng ta có thể thấy là cái phần chữ nho mà khắc ở trong cái cột đồng trụ này rất là sâu. Cái độ dày này là đảm bảo hơn 2 phân các bạn ạ. Đây, bạn có thể thấy là đây, độ dày như thế này. Và bên dưới là các chữ mà chữ quốc ngữ, chúng ta khắc chìm hơn một chút, nhỏ hơn một chút để nổi bật cái chữ nho lên. Trường tồn sự nghiệp ơn tiên tổ. Thứ hai là phần bạn thấy về đế tảng này, rất là đẹp đúng không ạ? Phần chân tảng này chúng ta có thể thấy là đây là một trong những mà phần lớn nhất của cái cột đồng trụ này. Nó có chức năng là đỡ phần thân, phần cột lên. Và thứ hai là phần thân này rất là chiều dài và là đá xanh thanh hóa, rất là đẹp. Cùng tôi đi tiếp vào bức tranh. Ở đây thì là nối tiếp giữa cột đồng trụ và cột hiên. Thì là ở đây thì công ty đang lựa chọn đây là một bức tranh xi măng. Sau đó là chúng tôi đã sơn giả vàng cho gia chủ. Khi mà buổi tối mà chúng ta có thể thấy là những cái bóng đèn này nó hất xuống cái bức tranh này, nhìn rất là đẹp bạn ạ. Và hai là chúng ta có thấy phần ngói này, là chúng tôi đã tư vấn cho gia chủ ngói như này, khi mà chúng ta có thể che mưa phần một, ngoài ra chức năng chính là che mưa thì nó còn một chức năng khác là làm chúng ta đẹp hơn. Và bây giờ tôi nói kích thước phần hiên để các mọi người thấy khoảng hiên như thế này. Các bạn tưởng tượng là một cái sải tay của tôi như thế này, rất là rộng phải không ạ? Kích thước phần hiên của công trình đây là 1m750 cộng thêm với cột ngoài đây là 410 nữa. Các bạn tưởng tượng là hơn 2m, 2m1, 2m2 luôn các bạn ạ. Như vậy thì chúng ta nói chung là để một giải một cái chiếu này, một cái bàn, thậm chí là khu vực này rất là rộng để chúng ta có thể đặt một, thậm chí là một bộ trường kỷ ở đây để uống nước trà cũng được ạ. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thiết kế thêm cho gia chủ là những cái ổ cắm hay phích điện. Đây, như chúng ta có thể thấy là nếu mà chúng ta sử dụng những nguồn điện hay là những công việc bên ngoài, chúng ta có thể cắm trực tiếp ở đây. Hoặc là chúng ta có thể đặt quạt hay là những vị trí, rất là tiện đúng không ạ? Nên là trong khi bản vẽ thiết kế của chúng tôi ấy là có thêm một cái mục là hồ sơ thiết kế, bản vẽ thiết kế phần điện. Nó thể hiện chính xác là các vị trí ổ cắm, phích cắm hay từ cái vị trí cốt điện này xuống đây là bao nhiêu. Nên là khi mà các bác thắc điện ấy, thi công người ta rất là nhàn. Kể cả người ta đã biết chính xác là chỗ nào đặt dây chờ, chỗ nào đi và kích thước như nào, rất là dễ các bạn ạ. Và cùng tôi nhìn phần cửa của công trình. Với một cái diện tích là chiều ngang nó rộng như thế và rất là lớn, chúng ta có thể là gia chủ đây lựa chọn đục chạm hai mặt các bạn nhé. Đây là một trong những công trình rất là đẹp và bên tôi với kích thước là hơn 100 như thế. Chúng ta có thể thấy là vẫn họa tiết là như rơi ngậm tiền hay là tùng trúc cúc mai. Và phần cổ bực như thế này, cổ bực và bộ cửa rất là đẹp đúng không ạ? Và với cái diện tích lớn như vậy ý, thay vì việc là chúng tôi sẽ được tính toán theo kích thước lỗ ban các bạn nhé, làm sao để cho nó hợp phong thủy và vào những cái số mà rất là tốt cho gia chủ. Nên là chúng ta có thể thấy những cái phần bản này, thì thứ nhất là nếu mà chúng ta cái diện tích lớn mà làm cửa đến tận đấy, thứ nhất là phần cửa này sẽ rất là lớn, làm cho quá trình mà di chuyển cánh cửa là khó hơn. Thì đây là vừa đủ thôi các bạn ạ. Và cùng tôi đi chi tiết hơn vào bên trong công trình nhé. Vâng, chúng ta đây là bên trong không gian từ đường các bạn ạ. Có thể thấy đây là một trong những cái diện tích không gian rất là rộng đúng không ạ? Tôi sẽ tính cho các bạn thêm là đây thêm một cái cột như này, đúng theo phong cách cổ truyền ngày xưa. Đây, tức là từ cột cửa cho đến cột đây đang là 1750. Tức là từ cái tim cột cửa kia cho đến tim cột này nó bằng kích thước hiên các bạn ạ. Và từ tim cột đây cho đến tim cột bàn thờ đang là 2m790. Và từ bên cái tim cột cửa này vào bên trong cái tim cột kia là đang là 1750 nữa. Và từ cái tim cột cửa bên trong cho đến mép bên tường là hơn 600 các bạn ạ, hơn 600 nữa, là gần 710 nữa. Chúng ta có thể thấy là khác với những công trình khác một chút là cái phần cột kia nó gần như là sát bên trong, nhưng đây ở gia chủ là cách ra. Và thứ hai là chúng ta có thấy đây gia chủ đang lựa chọn là đắp đố măng ở bức tường này nhé. Thứ nhất là khi mà chúng ta đắp những cái đố măng này này, đòi hỏi một cái sự mà tính toán hay là những cái sự mà tỉ mỉ rất là cao. Có những cách thi công đố măng thì có thể là những cái video mình sẽ quay chi tiết cụ thể hơn để mọi người hiểu cái cách quá trình làm đố măng này. Nhưng mình sẽ nói qua trước để mọi người dễ hình dung hơn. Đầu tiên là khi mà chúng ta thi công xong những cái bản tường như này thì phần đố măng này chúng ta sẽ một là phải vuốt từ dưới lên, vuốt nhiều tạo ra những cái bản mạch như này, sau đó lại fit lại ấy tiếp tục các bạn ạ, vuốt tiếp tục các vào chỉ như thế này để cuối cùng ra được cái vào chỉ đẹp như này nó phải rất là nhiều bước. Thứ hai là chúng ta có thể kéo từ bên dưới xong là gắn lên đấy, có những cách như thế chúng ta thi công nó sẽ cách nào nhanh hơn, phù hợp hơn. Và thứ hai là khi những cái phần đố măng như thế này mà sơn lên phần tường tổng thể công trình, chúng ta nhìn thấy là gần như công trình này chúng ta sẽ thấy là rất là giống gỗ luôn. Rất là ít khi mà mọi người vào thì nghĩ đây là một bê tông giả gỗ được bạn ạ.
Thứ hai là đây đúng một kiểu trong những công trình mà nhà cổ ngày xưa ấy, là chúng ta có thấy là những từ cái chi tiết cột này hay chi tiết đố măng ấy, đây là một trong những kiểu rất là truyền thống nhà cổ ngày xưa. Và chúng ta có thể thấy hai bức tranh bên trên đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy là bức Vinh Quý Mái Tổ, còn bên dưới đấy là Thuận Buồm Xuôi Gió. Thì gia chủ là một trong những người mà rất là thành đạt trong cuộc sống. Và thứ nhất là những bức tranh như thể hiện sự Vinh Quý Mái Tổ là thể hiện sự biết ơn. Là thứ nhất là chúng ta có theo đạo lý là uống nước nhớ nguồn đấy các bạn. Khi mà chúng ta thành công thì quay về cảm ơn tổ tiên, ông bà và những người có công dạy dỗ mình. Và ngoài ra thì bức tranh bên dưới là Thuận Buồm Xuôi Gió, thì hy vọng là công việc thuận lợi, gặp nhiều may mắn. Và chúng ta có thể thấy màu sơn giả gỗ ở đây nó rất là màu đậm, so với công trình khác thì nó có thể đậm hơn một chút. Nhưng mà khi màu đậm này nó kết hợp với màu nội thất của gỗ hay là nội thất của từ đường, chúng ta thấy là nó làm nổi bật lên cái phần màu gỗ của nội thất rất là nhiều, đặc biệt là dát vàng nữa các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta có thể thấy là phần trên nhé. Thứ nhất là đây một trong công trình rất là to, và cái chiều cao chúng tôi thiết kế cho gia chủ rất là hợp lý. Những cái chi tiết trồng giường hay hoa văn ấy nó rất là vừa đủ, vừa tính toán để mà có một cái hoa văn mà nó hợp lý, mà nó lại đúng và thiết kế đúng vừa với lại những cái xà dọc, xà ngang quá giang hay là trụ trốn như thế này ấy. Thì là chúng tôi ngoài việc lưu giữ nét đẹp truyền thống của mỗi công trình ra, thì chúng tôi ấy sẽ gửi gắm sự riêng biệt của từng công trình, từng gia chủ và từng dòng tộc vào các bạn ạ. Là hoa văn khi mà đặt trên các quá giang hay là chúng ta thấy đặt trên cung trồng ấy rất là đẹp, rất là vừa và rất là kinh bong đầy nổi. Các bạn có thể thấy một công trình rất lớn như thầy thì phần nội thất không thể là bỏ qua được đúng không ạ? Chúng ta có thể nói là kích thước 3 gian một chút để mọi người hiểu rõ hơn nhé. Ở đây kích thước 3 gian gia chủ đang để ở đây là 2 gian giữa bằng nhau là 2m950 và gian giữa to nhất là 2m160. Và chúng ta thấy là một trong những diện tích không gian từ đường đây là rất lớn. Tôi nói ngay từ đầu đây là một trong những cái diện tích sàn lớn, gần như là lớn nhất 3 gian mà từ đường Kitô từng thi công. Thế rất là rộng đúng không ạ? Ở hai bên thì chúng tôi đã thiết kế cho gia chủ là sập hay là hai bộ trường kỷ, thì chúng ta có thể là tiếp đón những ngày lễ Tết hay là những cái dịp chúng ta có thể mời khách vào đây uống nước, uống trà. Và thứ hai là đây những vị trí sập. Tiếp theo là phần nội thất của công trình. Có lẽ là khi mà đến một công trình hay một bất kỳ công trình nhà dân hay từ đường, thì ngoài cái kiểu bên ngoài thì chúng ta rất là quan tâm đến phần nội thất đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy đây là một trong những công trình rất là to. Và phần nội thất ở bên tôi cũng đã rất là chăm chút cho gia chủ. Từ việc mà những cái bức hoành vi, câu đối hay là cửa vọng, khám thờ, bàn thờ. Ở đây thì là gia đình gia chủ là bác Nguyễn Văn Bịch cũng như là bác Nguyễn Văn Bang. Đây là chúng ta có thể thấy đây là Nguyễn Tộc. Và bên này thì là tổ đường Linh Bái Thiên Niên Hằng Tại Đức Lưu Quang. Vâng, chữ Đức Lưu Quang này là một trong những từ mà rất là hay có ở trong các nhà thờ cũng như là nhà thờ họ hay từ đường các bạn ạ. Và chúng ta có thể thấy đây là phần bàn thờ của công trình rất là đẹp. Đầu tiên là chúng ta thấy nổi bật lên là hình ảnh Tứ Linh Long Lân Quy Vượng, và ở giữa đây là chúng ta có thể thấy là hình ảnh rồng này, đây là Song Long Trầu Nguyệt các bạn nhé. Và từ xưa đến giờ hình ảnh rồng là biểu hiện sự quyền lực và địa vị. Và khi mà có hình ảnh Tứ Linh hay là hình ảnh Song Long Trầu Nguyệt ở trên bàn thờ, đặc biệt là thêm các họa tiết như là giáp vàng như thế này, làm tăng công trình nổi bật là tính uy nghiêm, cũng như là tăng thêm cái địa vị của công trình cũng như là gia đình nhé các bạn. Và chúng ta có thể thấy là ba bàn thờ chúng tôi đang thiết kế cho gia chủ rất là đẹp đúng không ạ? Và thứ hai ấy là chúng ta có thể thấy là ở đây là màu, ở đây là gỗ rổi các bạn nhé. Và khi mà chúng tôi làm và thiết kế cho gia chủ rất là đẹp và nổi bật lên là những họa tiết là điểm vàng. Khi mà ánh sáng và chiếu lên ấy, làm nổi bật những cái vị trí điểm vàng, chúng ta thấy là họa tiết hoa sen này hay những họa tiết chim, động vật hay là những cái mà tùng trúc cúc mai ấy, rất là đẹp đúng không ạ? Và đây chúng ta có thể thấy hệ thống điện mà chúng tôi đang tư vấn và thiết kế cho gia chủ. Chúng ta có thể thấy đây là những cái ánh đèn màu vàng. Tại sao chúng tôi lại màu vàng mà không phải là đèn típ màu trắng hay là những vị trí khác hai bên mà lại ở những cái vị trí này? Nhất ý là trong bản vẽ thiết kế là chúng tôi đã tư vấn cho gia chủ là nội thất là điểm vàng hay là vị trí như thế này. Khi mà chúng ta sử dụng những cái đèn pha màu vàng như này mà chúng ta chiếu xuống nội phần nội thất của công trình ấy, thì là những cái vị trí điểm vàng này nó trở lên và đẹp hơn rất là nhiều các bạn ạ. Vì đây là có thể là mọi người cũng nên tham khảo thêm, khi mà họa tiết xương son tiếp vàng hay là điểm vàng như này ấy, mà kết hợp với lại ánh sáng vàng trở lên công trình trở lên đẹp hơn rất là nhiều các bạn nhé. Và đây là chúng tôi đang sử dụng gạch nát nền cho gia chủ, đây là gạch A1.
Và chúng tôi vẫn đang sử dụng là lát theo hình chữ công, và mạch đây là mạch hai vân các bạn ạ. Ở trên sập thì đây là họa tiết điểm mộc, hay là hai bộ trường kỷ ở đây. Và trong bản vẽ thiết kế nội thất thì chúng tôi cũng đã thiết kế cho gia chủ những vị trí như này. Và tại sao mà có bộ trường kỷ mà kích thước nó vừa khu vực này, đúng không ạ? Trong bản vẽ thiết kế nội thất là chúng tôi cũng đã có cho gia chủ là kích thước cụ thể, để khi mà thi công trong công trình phần thô và sơn hoàn thiện ấy, thì phần nội thất đi vào và lắp dựng nó chỉ tầm 2 đến 3 ngày thôi các bạn, rất là nhanh. Như vậy tôi cùng với các bạn vừa chiêm ngưỡng một công trình có diện tích rất là lớn do công ty cổ phần xây dựng Từ Đường Kishito thiết kế và thi công cho gia chủ là bác Vịnh ở Mộc Bắc, Duy Tiên, Hà Nam. Bạn có thể thấy đây là một cái diện tích sàn rất là lớn. Nếu bạn có quỹ đất tương tự thì bạn có thể tham khảo và lưu lại và chia sẻ cho mọi người. Biết đâu là sau này chúng tôi có dịp mà được phục vụ mọi người một công trình tương tự hoặc là lớn hơn thì sao? Nếu bạn đang có nhu cầu về thiết kế hay thi công nội thất từ đường hay như là thi công chọn gói từ đường thì có thể liên hệ chúng tôi theo số điện thoại bên dưới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Từ Đường Kishito là đơn vị thiết kế và thi công từ đường nhà thờ họ thuộc top 1 cả nước. Với đội ngũ thiết kế và thợ thi công lành nghề, dày dặn kinh nghiệm, tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng, chúng tôi đã hoàn thành rất là nhiều dự án trên khắp 63 tỉnh thành. Kishito luôn khuyến khích mọi nhân viên, mọi phòng ban ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động nghiên cứu, sản xuất, quản lý, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng của sản phẩm dịch vụ. Với đội ngũ thi công được trang bị máy móc tiên tiến để đảm bảo quá trình thi công được diễn ra một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng. Bên cạnh đó, phương châm làm việc từ tâm và lưu nét đẹp truyền thống dân tộc, chúng tôi luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, lấy tốc độ làm thước đo, lấy công nghệ làm bàn đạp. Cùng với sự nỗ lực học tập không ngừng, chúng tôi luôn đem đến cho khách hàng những công trình đảm bảo về mặt chất lượng, tinh tế về mặt thẩm mỹ và tâm huyết trong từng dự án. Rất nhiều công trình đã được chúng tôi hoàn thành như từ đường 3 gian 2 mái, từ đường 3 gian 4 mái, từ đường 2 tầng 3 gian 8 mái, từ đường 5 gian, từ đường chữ đinh, từ đường chữ quốc, từ đường chữ nhị và hàng loạt các công trình khác được triển khai trên toàn quốc. Sự khác biệt của Từ Đường Kishito so với đơn vị khác đó là phong cách làm việc chuyên nghiệp, bài bản với hệ thống thiết kế thi công chọn gói đồng bộ, cùng với đội ngũ tư vấn, quản lý, chuyên môn, giám sát, sáng tạo và giàu kinh nghiệm. Hiểu được tấm lòng, hiếu kính hướng về tổ tiên, chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm làm việc cùng quý khách hàng. Sự hài lòng của quý khách là niềm vinh dự của chúng tôi. Bằng sự tận tâm, nhiệt tâm, chúng tôi luôn tự hào là đơn vị top 1 được khách hàng tin tưởng trong việc lựa chọn thiết kế, thi công từ đường, nhà thờ họ với tôn chỉ làm đẹp từ tâm.